Nhà đang có hỷ sự đúng không? Hỷ sự ấy ạ? Nhà con thì làm gì có hỷ sự ạ? Chẳng phải tôi nhìn thấy nhà bà đang có thai phụ hay sao? Không phải thử lòng thầy, nếu mà không tin vào các bậc bề trên ấy, mời về. Thầy ơi, con chốt dại, mong thầy đừng giận ạ. Đúng là nhà con dâu con mới có thai ạ. Vì thế nên con mới đến cầu xin thầy và đấng bề trên xem cho con là con trai hay con gái. Dạ, thưa thầy. Tôi nói này, tôi là làm ơn để tích phúc đức, chứ còn chỗ tiền này là để tôi thành kính dâng lên các bậc bề trên, hiểu chưa? Dạ, thưa thầy, ông thầy xem xét cho ạ. Là con trai nhưng mà không ổn. Sao anh chẳng nghe cái gì nhỉ? Anh này mới có 2 tháng thì nghe được cái gì chứ? Thì anh mong con quá nên mới vậy mà. Anh chuẩn bị đi làm đi, không muộn giờ bây giờ. Là chủ tịch thì phải gương mẫu cho nhân viên chứ. Anh biết rồi, thế bây giờ anh đi làm nhá. À mà này, mẹ hầm canh gà cho em rồi đấy, em nhớ ăn nhá. Mẹ dạo này khác với em quá. Thì do mẹ mong cháu quá nên lúc trước mới nói với em như vậy thôi. Còn bây giờ em có cháu rồi thì lại khác. Với cả là em nhớ nhá, phải giữ gìn cẩn thận đấy, đừng như lần trước. Em cứ ăn uống đầy đủ và đảm bảo sức khỏe. Còn những cái điều khác không phải lo gì cả, nhớ chưa? Em nhớ rồi. Anh đi nhá. Bye bye con yêu, bố đi làm nhá. Không ổn rồi. Nhà bà đang gặp vận hạn lớn lắm. Sinh tử trong vòng tay của ác quỷ. Thế nói sao cơ ạ? Có phải cũng đợt này năm ngoái con gái bà cũng có tin vui đúng không? Nhưng cuối cùng cái thai đấy cũng không giữ được. Vâng, đúng rồi ạ thưa thầy. Tôi nói luôn nhá, cả cái thai lần này cũng sẽ khó giữ đấy. Cái thai mới này mà cũng không giữ được à? Vậy phải làm sao hả thầy? Tôi nói cho bà nghe này, cái mệnh của con dâu bà ấy với mệnh của con trai bà là cực kỳ khắc tinh với nhau. Chính vì thế, về lâu về dài, con dâu của bà sẽ lấn nát hết người chồng, dẫn đến tuyệt hậu, tán gia bại sản, nhà cửa là không ổn một tí nào cả. Thầy ơi, thầy cứu con với ạ. Rồi bà xem. Tôi nghĩ, từ từ. Trong ngày hôm nay, chuyện đó sẽ đến. Cái thai, tôi sợ. Thầy ơi, ngay trong ngày hôm nay ạ? Ngon quá. Bà nội nấu canh cho mẹ con mình đấy. Con có thấy ngon không? Sao tự nhiên đau bụng thế này? Sao đau bụng quá thế này? Đau bụng quá. Chồng ơi.
Mi này, liệu ông thầy bói ông nói có đúng không? Sao bác thấy lo lắm? Chắc là không tới mức đó đâu bác ạ. Cháu thấy chị Dương là một người hiền lành, ngoan ngoãn. Sao lại có thể như vậy được ạ? Ừ, bề ngoài thì như thế đấy, nhưng mà biết làm sao được số mạng. Nhỡ may tuổi của nó lại khắc tinh với cả thằng Toàn thì bác làm thế nào? Hay là bây giờ cháu dẫn bác đi gặp một ông thầy bói khác nhá. Biết đâu ông thầy bói này nói không chuẩn thì sao ạ? Ừ, hay cháu dẫn bác đi ông thầy bói khác để ông ấy nói xem như thế nào nhá. Ờ, con à, mẹ nghe đây. Mẹ ơi, vợ con... Cái gì? Có chuyện gì con nói xem nào. Vợ con sảy thai rồi ạ, con đang ở trong viện với vợ con. Cái gì? Sảy thai á? Ôi trời ơi, sao có thể như thế được? Bác ơi, bác cứ bình tĩnh ạ, đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà, bây giờ bác phải làm gì hả cháu? Ôi... Bác khéo tay thật đấy ạ. Chị Dương đúng là có phúc khi có một người mẹ chồng như bác đấy ạ. Cái con bé này rõ là khéo mồm. Mà cũng nhờ có cháu bày cho nên bác mới biết nấu cái món tầm bổ này cho thai phụ đấy. Mà công nhận nhìn ngon mắt ghê ấy. Chết rồi bác ơi, muộn rồi ạ. Hay bây giờ bác với cả cháu chuẩn bị đi thôi ạ. Ông thầy bói này á, khó hẹn lịch lắm ạ. Ừ, thế thì để bác vào thay quần áo rồi bác cháu mình đi luôn nhá. À, dạ vâng, bác thay quần áo đi ạ. Tôi sẽ là chủ nhân ngôi nhà này sớm hay muộn thôi. Bác ơi! Ôi, bác phải về xem thực hư như thế nào đã. Cháu bảo bác phải làm thế nào bây giờ? Ông thầy ông nói đúng, họa giáng xuống nhà bác rồi. Bác ơi, cháu bảo này, nếu mà cái ông thầy bói đấy đoán mọi chuyện như thần mà đúng hết thì chắc chắn là đắc đạo rồi. Hay là bây giờ hai bác cháu mình lại tìm ông thầy bói đấy để xem cách giải bác nhá. Ờ, cháu nói đúng. Thế cháu hẹn với ông thầy ý, rồi hôm nào dẫn bác đi xem nhá. Mẹ, nhà con vừa ra viện về rồi đây ạ. Có mỗi cái việc đẻ cũng không xong. Cô thử xem cô làm được cái tích sự gì. Kìa mẹ, sao mẹ nói như vậy ạ? Làm gì có người mẹ nào mong muốn có chuyện như vậy xảy ra chứ. Lần một đã đành, lần hai cũng không xong. Cô tự vấn lại bản thân xem. Nhà này đúng là vô phúc, vô phúc mà. Kìa mẹ, giờ mới ra viện về đấy ạ. Mẹ có làm như thế với mình thật không? Tại sao chứ? Mình không thể nói ra chuyện bác sĩ nói được. Nếu anh ấy biết được, anh ấy sẽ không để yên. Với lại cũng chưa chắc đã phải là mẹ làm. Mẹ sẽ không làm thế với cháu nội đâu. Thôi em ạ, em đừng buồn nữa. Vợ chồng mình vẫn còn trẻ mà. Rồi mình sẽ lại có con thôi. Chẳng qua là mẹ buồn quá nên mẹ mới nói như vậy. Chứ thực ra mẹ không có ác ý gì cả đâu. Em đừng buồn nữa nhá. Rồi anh sẽ tìm cách nói chuyện lại với mẹ. Anh xin lỗi. Tất cả là do anh. Thầy ơi, những lời thầy phán đã thành sự thật rồi ạ. Chỉ có thầy mới hóa giải được giúp con thôi ạ. Tôi đã nói rồi thì không có sai đâu. Lần này cái đại vận nạn của nhà bà ấy sẽ khiến con trai của bà rơi xuống đáy. Nào là phá sản, bệnh hiểm nghèo. Ôi thầy ơi, thầy ơi, thầy cứu giúp nhà con với ạ. Thôi được, nhìn bà như thế này, tôi cũng không muốn ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi sẽ giúp. Bây giờ tôi phải xem là
Bây giờ bà nghe tôi nói nhé. Dạ. Tôi xem quẻ thì thấy có phải con trai bà là mệnh hỏa đúng không? Còn con dâu bà là mệnh thủy. Xét trong ngũ hành ấy thì hai mệnh này là cực kỳ khác với nhau. Hỏa là khắc thủy. Cho nên ấy, con dâu bà chắc chắn là khắc tinh của chồng. Bây giờ như thế này, nhiệm vụ của bà về ấy, phải tìm cho con trai của bà một người nữ sinh năm 95, mệnh hỏa, sinh vào tháng 5, dáng người phải mảnh khảnh, mặt thì phải vuông chữ điền. Cùng với con trai của bà hạ sinh một quý tử thì lúc đấy mới có thể hóa giải được hết. À, còn nữa, con trai của bà ấy phải rời xa khắc tinh kia, tức là con dâu của bà đấy. Dạ. Ừ? Cần phải có một người nữ mệnh hỏa, sinh vào tháng 5, năm 95, dáng người mảnh khảnh, mặt vuông chữ điền, để cùng với con trai sinh được quý tử. Phải như vậy không ạ thầy? Chính xác. Này, nhớ những gì tôi dặn đấy. Chuyện này quá đơn giản đối với tôi. Tôi làm được. Cô yên tâm đi nhá. Chẳng phải cháu cũng sinh tháng 5 năm 95 đúng không? Cháu ấy ạ? Em cố gắng ăn miếng cháo đi nhá, cho mau khỏe lại. Coi như là vì anh. Mẹ, chuyện gì vậy hả mẹ? Bác gái bảo là từ bây giờ em sẽ về đây sống cùng với bác, để giúp đỡ bác việc nhà, với lại giúp đỡ bác lúc bác ốm đau, giúp đỡ cả chị Dương trong giai đoạn này nữa. Nhưng mà tại sao lại phải ở nhà mình ạ? Chẳng phải là cô ấy cũng ở nhà sao? Mẹ với cả My đây ấy là chỗ thân thiết. Lúc mà mẹ nó hấp hối ấy, có dặn lại mẹ là con nó như con. Này, mẹ thấy nên đưa nó về nhà. Nhưng mà... Còn đấy, từ nay á, phải đối xử tốt với em nó, cả ở nhà, cả ở công ty nữa. Cấm không được bắt nạt em nó rồi đấy. Nhưng mà mẹ ơi, vợ con... Sao? Vợ con không đồng ý à? Dạ, không phải như vậy đâu ạ. Mẹ đã quyết rồi, cứ thế mà làm đi. My, đi vào đây với bác. Mẹ đang cần một người nói chuyện và bầu bạn. Với lại, mẹ cũng rất hợp với cô My đấy. Bây giờ anh cản mẹ, mẹ lại nghĩ là em xúi anh. Em mệt mỏi lắm, không muốn đôi co thêm nữa. Ui, ngon thế. My này, cháu vừa xinh xắn lại vừa khéo tay nữa. Ai ạ? Phải may mắn lắm ý, mới lấy được cháu về làm dâu đấy. Mẹ chẳng phải đang muốn đưa cô ấy về để dằn mặt mình hay sao? Anh Toàn, anh ăn đi ạ. Em nghe bác nói là anh rất thích món này, cho nên là em mới nấu đấy ạ. Em ăn thịt gà đi. Em xin lỗi, em lỡ tay ạ. Không sao đâu. Hay là anh đi nghỉ đi, để em dọn cho ạ. Thế thì chuyển em nhé. Để xem tôi chinh phục anh như thế nào.
Anh Toàn. Sao vậy? Xe của em bị hỏng rồi, anh có thể cho em đi nhờ về được không ạ? Dù sao thì chúng ta cũng tiện đường mà. Ừ, cứ như thế đi. Anh xin lỗi nhé. Là do em không khóa cửa thôi. Mẹ, con không đi đâu. Cô không đi là ý sao? Cô định cho cái nhà này không con, không cháu à? Mẹ. Rồi, ở cái chùa này thiêng lắm. Nhà ai người ta xin cũng được con ý. Tuy xa một tí thôi, nhưng mà nó có hiệu quả. Đi, con nghe lời mẹ đi mà. Đi. Dạ con. Vậy là bác gái đã đưa cô ta đi rồi. Đúng như mình tính, anh ấy tiếp khách sẽ bị sai. Để xem, hôm nay anh có thoát khỏi tôi không? Anh ấy say như thế này, chắc chắn là không làm ăn được gì rồi. Anh Toàn ơi, anh say quá rồi. Hay là để em cởi bớt đồ ra cho anh nhé. Anh với cả mẹ nhìn này, em có thai được một tháng rồi đấy. Cái gì? Con của tôi á? Em biết là anh không nhớ, cho nên là em đã chụp ảnh lại rồi đấy. Giỏi lắm. Cuối cùng thì cũng đã có thai. Có thế chứ. Không uổng công mẹ sắp xếp. Mi, con giỏi lắm. Mẹ nói cái gì vậy ạ? Đúng vậy. Mẹ đã sắp xếp cho cái giường nó tránh mặt đi thì nhà mình mới có tin vui như thế này đấy. Con định chờ giường đến bao giờ? Mẹ đi xem thầy rồi. Thầy bảo là ấy, con Dương ấy, mệnh của nó là thủy nghịch hành, khắc tinh với cả đại vận mệnh của con, với cả gia đình mình. Nên mẹ mới phải sắp xếp cái mi nó là mệnh khắc họa về để giải giúp cho con đấy. Mẹ! Con phải bỏ ngay con Dương đi, tránh xa nó ra. Bây giờ con đã có con với mi rồi, chẳng lẽ con định bỏ rơi nó? Con định không có trách nhiệm gì với con mình thì sao? Dương, em cứ bình tĩnh, nghe anh nói đã. Đâu tôi, uổng công tôi tin anh từ trước đến giờ. Dương! Anh Toàn! Anh không được đi. Có thật là con tôi không? Nếu mà anh không đi thì chúng ta sẽ cùng đi khám mà siêu âm. Toàn, con không được đối xử với My như thế. Nhà mình ấy, con cảm ơn My không hết đi. Tôi với cô thì có con với nhau kiểu gì được. Tôi đụng vào người cô, tôi còn chưa thèm đấy. Hôm đó anh say, anh không nhớ, cho nên là anh đã... Mẹ và cô đã xem rồi chứ. Chỉ có như thế thôi thì có thai kiểu gì được bây giờ. Sao anh lại có video này? Vì tôi đã biết trước được kế hoạch của mẹ và cô. Ngày mai anh Toàn sẽ đi gặp đối tác lớn. Anh ấy chắc chắn sẽ uống nhiều. Bác giúp cháu đưa chị Dương tránh đi, để cháu và anh Toàn có cơ hội gần nhau bác nhá. Bác có cách đưa con Dương đi rồi, nhưng nhớ dứt điểm, lần này phải có em bé đấy nhá. Anh yên tâm ạ. Anh xin lỗi, nhưng nếu như không để mẹ nhìn rõ bộ mặt của cô ta, mẹ vẫn sẽ cho rằng là mình đang đúng. Vậy là anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Nhưng mà anh gài em. Đúng như vậy. Tôi đã cài camera trong phòng ngủ rồi. Ngay từ đầu, khi mẹ tôi đưa cô về đây, tôi đã nghi ngờ. Còn bây giờ ấy, cô ấy giải thích về cái thai trong bụng cô với mẹ của tôi đi. Cháu... Vậy là cháu lừa bác sao? Tại sao cháu lại dám qua mặt bác như thế? Thế cháu giải thích đi, cái thai này là ở đâu ra? Cháu... Cô vẫn còn chối đúng không? Được rồi, cô chờ tôi một lát. Anh nói rõ mọi chuyện đi. Nếu như anh ngoan cô không chịu nói rõ, tôi sẽ kiện anh tôi nặng hơn đấy.
cháu nói ạ, cháu nói ạ. Chính cô ta bảo cháu phải làm thế. Cô ta bảo cháu phải nói theo những gì cô ta bảo, chứ cháu không biết gì ạ. Cậu nói thế là sao? Thế còn cậu phán con dâu tôi sẩy thai là như nào? Thì là do cô ta dặn dò đấy ạ. Cô bảo là chắc chắn là cô con dâu bà sẽ sẩy thai, cho nên là... Khốn nạn, đồ người mất dạy. Cô đã làm gì con dâu tôi? Cô đã sắp xếp những gì? Hả? À, đồ rắn độc kia. Cháu không biết gì hết. Cháu chỉ là tình cờ thôi ạ. Tôi đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh là cô cố tình hại vợ tôi sảy thai. Tôi sẽ mang tất cả lên tòa, và cô phải chịu trách nhiệm với những việc mà mình đã làm. Đấy, mẹ xem đi. Bây giờ thì mẹ đã biết rõ được bộ mặt thật của những người mẹ tin tưởng rồi đấy. Trời ơi, vậy là tôi đã rước rắn độc về để hại con dâu tôi rồi. Dương! Ê, cô! Cô đừng có kích động như vậy. Sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi đâu. Thai nhi? Ý bác sĩ là sao? Tôi đã kiểm tra qua và phát hiện ra rằng cô đã có thai. Đáng lẽ ra cô không nên bất cẩn như vậy. Công việc của tôi xong rồi. Tôi xin phép. Gia đình nhớ chăm sóc cho thai phụ cẩn thận nhé. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Con ơi, mẹ sai rồi. Con tha lỗi cho mẹ nhé. Các người thì có gì mà sai chứ. Là do tôi sai mà. Để tôi đi. Là mẹ hại con. Mẹ đã đi rước rắn độc về hại con. Mẹ hại con, hại cháu mẹ. Nhưng con ơi, bây giờ thì mẹ biết rồi, con hãy tha lỗi cho mẹ đi, để mẹ được chăm sóc con, chăm sóc cháu con nhé. Chẳng phải là cô ta cũng sinh cháu cho bảo rồi hay sao? Anh chỉ có mình vợ thôi, thì làm sao mà có con với cô ta được cơ chứ? Anh nói sao? Là cô ta định bẫy anh, nhưng mà anh đã phát hiện ra và bẫy ngược lại cô ta. Anh nói có thật không? Để em vất vả nhiều rồi, anh xin lỗi nhé. Nhưng bây giờ anh nghĩ là mẹ cũng nhận ra được những lỗi sai của mình, và mẹ cũng thương em hơn rồi đấy. Anh mong rằng sau này gia đình mình chỉ là những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc, được chứ? Đúng vậy. Mẹ thấy xấu hổ lắm, nên mẹ mong được con tha thứ. Như vậy có được không con? Cảm ơn con.